Avezac Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện Nam Tải ngay Avezac Tiếp theo ta cùng nhau đến với tiết luyện tập Bài tập số 19, ý A, xem hình 133, hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích, lấy ô vuông làm đơn vị diện tích. Ý B, hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không? Đầu tiên là ở ý A. Ý A yêu cầu chúng ta chỉ ra các tam giác có cùng diện tích. Ở đây hình 133 cho chúng ta 8 tam giác. Đề bài yêu cầu lấy ô vuông làm đơn vị diện tích. Vậy thì nếu như ta lấy ô vuông làm đơn vị diện tích thì mỗi cạnh của ô vuông sẽ là một đơn vị. Ở đây ta thấy diện tích để tìm ra được các tam giác có cùng diện tích thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tính diện tích của 8 tam giác và xét xem trong 8 tam giác đó hai tam giác nào có cùng diện tích. Bài tập số 19. Ý A. Lấy ô vuông làm đơn vị diện tích, cô viết tắt chữ đơn vị diện tích nên mỗi cạnh của ô vuông sẽ là một đơn vị. Chúng ta sẽ lần lượt đi tính diện tích của từng tam giác một. Đầu tiên đó là tam giác thứ nhất. Cô gọi đây là S1 sẽ bằng S1 có cạnh đáy là là 2 ứng với chiều cao tương ứng là 1, 2, 3, 4 do tam giác này vuông. Vậy thì diện tích S1 sẽ bằng 1 phần 2 nhân 2 nhân 4 và ta thu được kết quả là 4 đơn vị diện tích. Tiếp theo, tam giác thứ hai S2. S2 nếu như cô coi đây là cạnh đáy thì cạnh đáy của chúng ta sẽ có độ dài là 1, 2, 3 và chiều cao tương ứng của nó sẽ là đường cao kể từ đỉnh đối diện xuống đúng không? Kể từ đỉnh đỉnh đối diện vuông góc xuống thì sẽ là đoạn thẳng này và đoạn thẳng này của chúng ta có độ dài là hai đơn vị. Vậy thì S2 diện tích tam giác thứ hai của chúng ta sẽ bằng 1/2 nhân cạnh đáy là 3 nhân chiều cao tương ứng là 2 và ta thu được kết quả là bằng 3 đơn vị diện tích. Tương tự như vậy đối với tam giác thứ ba S3 ở đây các em sẽ lựa chọn cạnh đáy một cách linh hoạt để sao cho chiều cao tương ứng có thể dễ dàng nhìn thấy ở tam giác thứ ba cô sẽ có, cô sẽ chọn đây là cạnh đáy và cạnh đáy của chúng ta có độ dài là là hai khi đó chiều cao tương ứng chính là đường thẳng kể từ đỉnh đối diện đến trung điểm chính là đoạn thẳng này đoạn thẳng này của chúng ta có độ dài là một hai ba và và bốn do đó diện tích tam giác thứ ba S3 sẽ bằng 1 phần 2 nhân cạnh đáy là 2 nhân chiều cao tương ứng là là 4 và bằng ở đây ta sẽ thu được kết quả là bằng 4 đơn vị diện tích tương ứng tam giác thứ tư tam giác thứ tư cô sẽ coi đây là cạnh đáy có độ dài là 2 khi đó chiều cao tương ứng sẽ kể từ đỉnh đối diện xuống tức là đoạn thẳng này đoạn thẳng này của chúng ta sẽ có độ dài là 1, 2, 3, 4, 5. Do đó chiều cao tương ứng của chúng ta là là 5. Vậy thì S4 sẽ bằng 1 phần 2. Cạnh đáy là 2, chiều cao tương ứng là 5 và ta thu được kết quả là bằng 5 đơn vị diện tích. Tiếp theo, tam giác thứ 5 thì chúng ta thấy đây chính là một tam giác vuông với độ dài hai cạnh góc vuông là 3, 3. Vậy thì diện tích tam giác thứ 5 của chúng ta sẽ bằng 1 phần 2, 3 x 3 S5 bằng 1 phần 2 x 3 x 3 Và ta thu được kết quả là bằng 4,5 đơn vị diện tích Tiếp theo tam giác thứ 6 Tam giác thứ 6 cô sẽ coi đây là cạnh đáy Khi đó cạnh đáy của chúng ta có độ dài là 4 Chiều cao tương ứng chính là đoạn thẳng này đoạn thẳng này của chúng ta có độ dài là là 2. Vậy thì khi đó S6 sẽ bằng 1 phần 2 nhân 4 nhân 2. Và ta thu được kết quả là bằng 4 đơn vị diện tích. Tam giác thứ 7. Ở tam giác thứ 7, nếu như cô coi đây là cạnh đáy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tức là cạnh đáy của chúng ta bằng 7, thì chiều cao tương ứng chính là độ dài đoạn này là bằng bằng 1. Vậy thì diện tích tam giác S7 sẽ bằng 1 phần 2 nhân 7 nhân 1. S7 bằng 1 phần 2 nhân 7 nhân 1. Và ta thu được kết quả là bằng 3,5 đơn vị diện tích. Tam giác cuối cùng, tam giác số 8. Ở tam giác số 8, giả sử cô coi đây là cạnh đáy, thì cạnh đáy của chúng ta có Độ dài là hai đơn vị, chiều cao là đoạn thẳng kể từ đỉnh tương ứng xuống. Đây chính là độ dài của chiều cao, có độ dài là 1, 2, 3. Vậy thì diện tích tam giác S8 sẽ bằng 1 phần 2 x 2 x 3 và ta thu được kết quả là bằng 3 đơn vị diện tích. Vậy là ta đã tính được diện tích của 8 tam giác Từ đây chúng ta sẽ chỉ ra được những tam giác có diện tích bằng nhau Ở đây các em quan sát rằng các em thấy tam giác thứ nhất S1 bằng tam giác có diện tích bằng diện tích tam giác thứ ba Bằng diện tích tam giác thứ sáu Vậy thì từ đây ta sẽ kết luận như sau Những tam giác có cùng diện tích là chúng ta vừa chỉ ra được đó là tam giác thứ nhất, tam giác thứ ba và tam giác thứ sáu. Tương tự như vậy thì ta thấy tam giác thứ hai có diện tích là 3 và tam giác thứ 8 cũng có diện tích là 3. Do đó, ở đây ta thấy cặp tiếp theo chính là 2 và 8. Ngoài ra thì ta thấy không còn tam giác nào có diện tích bằng nhau nữa. Vậy là ta đã trả lời xong ý A. Tiếp theo ta sẽ đến với ý B. Ý B, hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không? Ở ý A chúng ta đã chỉ ra rằng tam giác số 1, số 3 và số 6 có diện tích bằng nhau. Vậy thì bằng mắt, bằng mắt thường quan sát thì các em có thể thấy rằng ba tam giác 1, 3 và 6 là không bằng nhau. Tương tự như vậy, cặp tam giác số 2 và số 8 có diện tích bằng nhau, tuy nhiên chúng cũng không bằng nhau. Vậy thì ở ý B ta có thể trả lời rằng hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc đã bằng nhau. Vậy thì ở đây các em chú ý rằng hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau, tuy nhiên hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc đã bằng nhau. Ý B hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc đã bằng nhau và từ ý b này ta có thể rút ra được một nhận xét đó chính là hai tam giác bằng nhau thì ta có thể suy ra diện tích của chúng bằng nhau. Tuy nhiên, điều ngược lại thì chưa chắc đã đúng, tức là hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc đã bằng nhau. Đây chính là kết quả của bài tập số 19. Bài tập số 20 vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng một cạnh của tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức tính diện tích tam giác. Ở bài số 20, giả sử cô có tam giác ABC. Khi đó ta sẽ đi tiến hành dựng hình chữ nhật trên một cạnh BC. Đầu tiên, cô sẽ lấy ba điểm M, N, I lần lượt là trung điểm của AB M là trung điểm của AB N là trung điểm của AC Và Y là trung điểm của AH khi đó ta sẽ tiếp tục lấy E là điểm đối xứng với Y qua M tức là khi đó M sẽ là trung điểm của Y E Đây chính là vị trí của điểm E và F là điểm đối xứng với y qua n tức là khi đó điểm n sẽ là trung điểm của yf đây chính là vị trí của điểm f nối e với b, f với c Khi đó B, E, F, C là hình chữ nhật mà chúng ta cần dựng. Vậy ta sẽ trình bày như sau. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của A, B, A, C và A, H. Lấy E đối xứng với y qua m và f đối xứng với y qua n. Vậy thì khi đó B, BEFC là hình chữ nhật cần dựng. Thật vậy Bây giờ chúng ta sẽ phải đi chứng minh rằng BEFC là hình chữ nhật cần dựng ở bài tập số 20. Tức là ta sẽ phải đi chứng minh tứ giác BEFC là một hình chữ nhật và diện tích của BEFC bằng diện tích của tam giác A. Đầu tiên ta sẽ phải đi chứng minh BEFC là một hình chữ nhật. Theo đầu theo như cách dựng thì ta đã chọn M là trung điểm của AB n là trung điểm của ac và i là trung điểm của ah e là điểm đối xứng với i qua m nên emi sẽ thẳng hàng tương tự như vậy f là điểm đối xứng với i qua n nên inf thẳng hàng vậy thì để chứng minh được a để chứng minh được e m i n f thẳng hàng tức là nằm trên một đường thẳng thì ta sẽ phải đi chứng minh m i n thẳng hàng ở đây ta thấy in là đường trung bình của tam giác ahc do đó in sẽ song song với hc hay nói cách khác in song song với bc và im là đường trung bình của tam giác a, b, h. Do đó, im sẽ song song với bh hay im song song với bc. Vậy là, dựa vào tiên đề Euclid thì ta có thể chỉ ra qua một điểm i chỉ xác định được một đường thẳng song song với bc. Do đó, min thẳng hàng hay eminf là năm điểm thẳng hàng. Tương tự này, ta cũng có thể chỉ ra. MN là đường trung bình của tam giác ABC Do đó MN sẽ song song với BC và bằng 1 phần 2 BC Vì MN song song với BC nên ta có thể suy ra EF song song với BC E là điểm đối xứng với I qua M Do đó ta có ME sẽ bằng MI F là điểm đối xứng với I qua N Nên ta sẽ có NI bằng NF MN bằng 1 phần 2 BC Vậy thì từ đây ta có thể suy ra ME cộng NF cũng sẽ bằng 1 phần 2 BC Và suy ra EF sẽ bằng BC Do EF bằng MN cộng EM cộng NF Vậy là ta đã chỉ ra trong tứ giác BEFC có BE song song với bc và be bằng bc do đó befc là một hình bình hành để hình bình hành befc là một hình chữ nhật thì ta sẽ cần đi chứng minh hình bình hành đó có một góc vuông ở đây ta thấy ta đã chỉ ra rằng mn song song với bc mà bc vuông góc với ah từ đây ta cũng có thể suy ra mn vuông góc với ah hay là góc AIM của chúng ta sẽ là một một góc vuông. Xét hai tam giác BEM và tam giác AIM có BM bằng MA, ME bằng MI, góc EMB bằng góc IMA do hai góc này nằm ở vị trí đối đỉnh, do đó tam giác BEM sẽ bằng tam giác AIM trong trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đây ta có thể suy ra hai góc tương ứng bằng nhau đó là góc E bằng góc Y. Vì góc Y bằng 90 độ nên từ đây ta có thể suy ra góc E cũng bằng 90 độ. Vậy BEFC là một hình chữ nhật. Ý tiếp theo ta sẽ đi chứng minh hình chữ nhật BEFC có diện tích bằng diện tích của tam giác ABC. Ta vừa chỉ ra rằng tam giác BEM bằng tam giác AIM hai tam giác bằng nhau nên ta có thể suy ra chúng có diện tích bằng nhau. Vậy thì diện tích tam giác BEM sẽ bằng diện tích tam giác AIM. Chứng minh tương tự ta cũng sẽ chứng minh được tam giác AIN bằng với tam giác CFN. Từ đây suy ra diện tích hai tam giác này cũng cũng bằng nhau ở đây ta thấy diện tích tam giác abc sẽ bằng diện tích của tứ giác mncb cộng diện tích tam giác ami cộng diện tích tam giác ani và diện tích hình chữ nhật befc bằng diện tích tứ giác mncb cộng với diện tích tam giác bem và cộng diện tích tam giác cfn mà ta đã chỉ ra được ta hai tam giác này có diện tích bằng nhau và hai tam giác này cũng có diện tích bằng nhau. Vậy từ đây ta có thể suy ra diện tích của hình chữ nhật BEFC bằng diện tích của tam giác ABC. Mà ở bài trước ta đã biết công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước. Vậy thì diện tích hình chữ nhật BEFC sẽ bằng BE nhân với BC. Mà BE lại bằng IH và bằng 1 phần 2 AH. Nên từ đây ta có thể suy ra diện tích hình chữ nhật BEFC bằng 1 phần 2 AH nhân với BC Mà diện tích hình chữ nhật BEFC bằng diện tích tam giác ABC Nên từ đây ta có thể suy ra diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 AH nhân BC Vậy là ta đã chứng minh được công thức tính diện tích tam giác theo một cách khác Vậy ta sẽ đi trình bày bài tập 20 như sau thật vậy này ta sẽ chứng minh được in là đường trung bình của tam giác ahc in là đường trung bình của tam giác ahc từ đây ta có thể suy ra in sẽ song song với hc hay In song song với bc tương tự như vậy ta cũng sẽ chỉ ra được im là đường trung bình của tam giác ahb là đường trung bình của tam giác ahb từ đây ta có thể suy ra im song song với bh hay im sẽ song song với BC Theo tiên đề Euclid. Ta đã chỉ ra được IN song song với BC, IM song song với BC, vậy thì theo tiên đề Euclid thì ta có thể suy ra ba điểm M, I, N sẽ thẳng hàng. Hay 5 điểm E, M, I, N, F thẳng hàng. Tiếp theo ta sẽ đi chứng minh B, E, F, C là một hình bình hành. Ta sẽ chứng minh được MN là đường trung bình của tam giác ABC do M là trung điểm của AB và N là trung điểm của AC. Từ đây ta có thể suy ra MN song song với BC và MN bằng 1 phần 2 BC. Vì MN song song với BC nên ta có thể suy ra là EF cũng song song với BC. Ta có này, MN bằng hai đoạn là MI cộng với IN mà MI thì lại bằng với ME do M và I đối cô xin lỗi do E và I đối xứng với nhau qua M. Tương tự thì ta có N cũng bằng với NF Vậy thì từ đây ta có thể suy ra là M E cộng NF sẽ bằng với đoạn MN. Mà MN bằng 1 phần 2 BC này, EM cộng NF bằng MN. Vậy thì tổng đoạn EF sẽ bằng đoạn BC. Cô gọi đây là ý thứ nhất và đây là ý thứ hai. Vậy thì từ 1 và 2, ta có thể suy ra là Độ dài của đoạn EF sẽ bằng với độ dài của đoạn BC. Xét tứ giác BEFC. Có EF song song với BC và EF bằng BC. Từ đây ta có thể suy ra BEFC là một hình bình hành vậy thì để befc là một hình chữ nhật ta sẽ đi chứng minh hình bình hành befc có một góc vuông vì mn song song với bc ta vừa chỉ ra được ở trên mà bc lại vuông góc với ah từ đây ta có thể suy ra AH vuông góc với MN hay nói cách khác là góc AIM sẽ bằng 90 độ. Xét tam giác AMI và tam giác BME có Xét tam giác AMI và tam giác BME có. Hai tam giác này có MA bằng MB. Theo cách dựng. Và ME bằng MI. MI bằng ME cũng theo cách dựng. Góc AMI bằng góc BME do hai góc này ở vị trí đối đỉnh. AMI bằng BME. Đây là hai góc đối đỉnh. Vậy thì từ đây ta có thể suy ra tam giác AMI bằng với tam giác BME theo trường hợp cạnh góc cạnh và ta suy ra được hai góc tương ứng bằng nhau đó là góc E bằng với góc Y và cùng bằng 90 độ do góc Y bằng 90 độ. Đây chính là hai góc tương ứng. Hình bình hành BEFC có góc E bằng 90 độ vậy thì từ đây ta có thể suy ra befc là hình chữ nhật đây chính là bước thứ nhất tiếp theo chúng ta sẽ đi chứng minh hình chữ nhật befc có diện tích bằng diện tích tam giác abc vì tam giác AMI bằng với tam giác BME. Ta vừa chứng minh được ở trên. Từ đây ta có thể suy ra diện tích của tam giác AMI sẽ bằng diện tích của tam giác BME. Hai tam giác bằng nhau sẽ có diện tích bằng nhau. Chứng minh tương tự thì ta cũng sẽ chỉ ra được tam giác ANI sẽ bằng với tam giác CNF cũng dựa vào trường hợp cạnh góc cạnh, hai tam giác này bằng nhau thì ta có thể suy ra diện tích của chúng bằng nhau, tức là diện tích của tam giác ANI sẽ bằng diện tích của tam giác CNF. Từ đây này ta có diện tích của tam giác ABC sẽ tách ra thành bằng diện tích của tứ giác MNCB. MNCB cộng với diện tích tam giác AMI cộng diện tích tam giác ANI. AMI cộng ANI. Tương tự như vậy, diện tích của hình chữ nhật BEFC bằng Ta cũng có thể tách ra bằng diện tích của tứ giác MNCB. cộng diện tích của tam giác bme và cộng với diện tích tam giác cnf vậy thì từ đây ta thấy này ở đây ta cùng có bằng tổng của diện tích tứ giác mncb ta đã chứng minh được diện tích của ami bằng diện tích của bme diện tích của ani bằng diện tích của cnf vậy thì từ đây ta có thể suy ra diện tích của tam giác abc sẽ bằng với diện tích của hình chữ nhật befc mà ta đã biết công thức tính diện tích của hình chữ nhật befc chính là bằng tích hai kích thước tức là bằng be nhân với bc mà be lại bằng với đoạn ih BE bằng với đoạn IH và sẽ bằng 1 phần 2 AH do I là trung điểm của AH bằng 1 phần 2 AH. Vậy thì từ đây ta có thể suy ra diện tích của tam giác ABC sẽ bằng diện tích của hình chữ nhật BEFC và bằng. Ta sẽ thay BE bằng 1 phần 2 AH nhân với BC. Vậy đây chính là công thức tính diện tích tam giác ABC chúng ta đã chứng minh được một ta đã chứng minh được công thức tính diện tích tam giác ABC theo một cách khác. Đây chính là kết quả của bài tập số 20. Bài tập tiếp theo, bài tập số 21, tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác A E, A, D ở trên hình 134. Vậy thì quan sát hình 134 các em thấy này, chúng ta có ABCD là hình chữ nhật, do đó ta có cạnh AD sẽ bằng với cạnh BC và bằng 5 cm. Tam giác AED có EH là đường cao ứng với cạnh AD, biết EH, biết AD, từ đây ta có thể tính được diện tích tam giác AED. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 3 lần diện tích tam giác AED. Ta đã tính được diện tích AED thì từ đây ta cũng có thể suy ra được diện tích hình chữ nhật ABCD. Mà theo công thức, diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ bằng tích hai kích thước tức là bằng AB nhân BC. Biết BC, biết diện tích hình chữ nhật, từ đây ta có thể suy ra được độ dài của cạnh AB và tìm được x. Vậy ta sẽ đi trình bày bài tập số 21 như sau. Bài tập số 21 này. Vì ABCD là một hình chữ nhật nên từ đây ta có thể suy ra cạnh AD sẽ bằng với cạnh BC và bằng 5 cm. Xét tam giác AED có EH là chiều cao ứng với cạnh AD Vậy thì từ đây ta có thể suy ra diện tích của tam giác AED sẽ bằng 1 phần 2 tích của chiều cao EH nhân với cạnh tương ứng là AD Thay số vào ta được bằng 1/2 eh đầu bài cho chúng ta là 2 cm. AD ta vừa chỉ ra là bằng 5 cm. Vậy diện tích tam giác AED kết quả sẽ là bằng 5 cm vuông. Mà theo đầu bài thì diện tích tam, diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 3 lần diện tích tam giác AED mà diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 3 lần diện tích của tam giác AED. Thay số vào ta sẽ được bằng 3 nhân với diện tích tam giác AED là bằng bằng 5 và ta thu được kết quả là bằng 15 cm vuông. Vậy ta đã chỉ ra được diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng 15 cm vuông. Ngoài ra mặt khác này thì diện tích hình chữ nhật ABCD còn được tính theo công thức là bằng CD còn bằng tích hai kích thước tức là bằng AB nhân với BC thay số vào AB chính là bằng bằng x BC đầu bài cho chúng ta là bằng bằng 5 cm và kết quả là bằng bằng 15 vậy thì từ đây ta có thể suy ra x sẽ bằng 15 chia cho 5 và bằng 3 cm đây chính là kết quả của bài tập số 21. Tiếp theo ta sẽ đến với bài tập số 22. Bài tập số 22, tam giác BAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông như hình 135. Hãy chỉ ra ý A, một điểm Y sao cho diện tích của tam giác BIF bằng diện tích tam giác BAF. Ý B, một điểm O sao cho diện tích tam giác POF bằng hai lần diện tích tam giác PAF. Ý C, một điểm N sao cho diện tích tam giác PNF bằng 1 phần 2 diện tích tam giác PAF. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài tập số 22 như sau. Đầu tiên, ở ý A, yêu cầu chúng ta chỉ ra một điểm Y sao cho diện tích tam giác PIF bằng diện tích tam giác PAF. Ở đây, ta thấy cả hai tam giác này đều có chung đỉnh P và đỉnh F. Do đó, ta sẽ chọn PF là là cạnh đáy và sẽ đi tiến hành so sánh chiều cao từ đỉnh Y xuống PF và từ đỉnh A xuống PF. Do công thức tính diện tích tam giác chính là bằng 1 phần 2 tích của chiều cao nhân với cạnh tương ứng. Đúng không? Vậy thì từ đây ta sẽ chọn này, ta sẽ có diện tích của tam giác PIF bằng Vậy thì ở đây đầu tiên cô sẽ tiến hành gọi chiều cao để các em dễ trình bày đi. Cô sẽ gọi IH và AK là đường cao tương ứng. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra diện tích của tam giác PIF sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao là IH nhân với cạnh đáy tương ứng là PF và diện tích của tam giác PAF bằng 1 phần 2 chiều cao tương ứng là AK nhân với cạnh đáy tương ứng là PF đây chính là công thức tính diện tích hai tam giác mà đề bài yêu cầu chúng ta tìm điểm y sao cho hai tam giác này có diện tích bằng nhau. Vậy thì để hai tam giác có diện tích bằng nhau thì ta sẽ phải tìm điểm y sao cho IH bằng bằng AK. Đúng không? Vậy thì để diện tích của tam giác PIF bằng diện tích của tam giác PAF thì IH sẽ phải bằng AK. Vậy là từ đây ta sẽ phải xác định một điểm y sao cho khoảng cách từ y đến pf bằng đoạn ak. Vậy thì ở bài đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước thì chúng ta đã chỉ ra rằng tập hợp các điểm cách một đường thẳng một khoảng cách cố định chính là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng cách bằng h cố định đúng không? Vậy thì tập hợp các điểm y sao cho điểm y cách PF một khoảng AK cố định chính là hai đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng cách bằng AK vậy thì từ đây ta có thể suy ra I nằm trên đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng bằng AK. Dựa vào hình vẽ này các em thấy đây chính là đoạn AK của chúng ta. Mà Y nằm trên đường thẳng song song với PF cách pf một khoảng bằng ak vậy thì đường thẳng thứ nhất sẽ là đường thẳng đi qua a và song song với pf như trên đây chính là đường thẳng xác định vị trí của điểm i ở đây cô vẽ chưa được chuẩn lắm đường thẳng thứ hai đó chính là nằm về nửa mặt phẳng ở phía dưới này nhưng do hình không có ô kẻ xuống dưới nên cô sẽ chỉ vẽ một đường thẳng tượng trưng một đường thẳng nằm ở phía trên tương tự như vậy chúng ta sẽ đi giải quyết ý b và ý c ý b yêu cầu chúng ta xác định một điểm o sao cho diện tích tam giác pof bằng hai lần diện tích tam giác paf thì ở đây ta thấy cả ô oh, cô xin lỗi đây chính là pof ở đây ta thấy cả hai tam giác đều có hai điểm chung là có hai đỉnh chung là P và F. Do đó ta sẽ chọn cạnh đáy là PF. Vậy thì để so sánh hai diện tích chúng ta sẽ đi tiến hành so sánh hai đường cao, hai chiều cao tương ứng đúng không? Ta đã có chiều cao tương ứng của tam giác PAF là AK. Vậy ở đây cô sẽ gọi OM là chiều cao ứng với cạnh PF của tam giác POF. Vậy thì khi đó ta có diện tích của tam giác POF sẽ bằng 1 phần 2 OM nhân PF và diện tích của tam giác PAF bằng 1 phần 2 AK nhân PF. Ở đây này ta thấy diện tích của POF sẽ bằng hai lần diện tích của PAF khi và chỉ khi OM sẽ phải bằng hai lần AK. Chung cạnh tương ứng nên chúng ta sẽ quy về so sánh chiều cao. Vậy từ đây để diện tích của POF bằng hai lần diện tích của PAF thì chiều cao tương ứng OM sẽ bằng phải bằng hai lần chiều cao tương ứng AK. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra điểm O của chúng ta sẽ nằm trên đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng là 2 AK. Do OM chính là chiều cao kể từ đỉnh O xuống PF. Vậy thì ta đã biết rằng tập hợp các điểm Cách PF một khoảng là 2AK chính là hai đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng là 2AK. Vậy từ đây ta sẽ suy ra. O nằm trên đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng là 2AK. Quan sát hình vẽ này thì ta thấy AK của chúng ta khoảng cách từ AK đến PF là bằng 4 đơn vị. Do đó điểm O sẽ nằm trên đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng là 8 đơn vị. 4 này, 5, 6, 7, 8. Vậy thì qua điểm này chúng ta sẽ kể một đường thẳng song song với PF Vậy thì đây chính là đường thẳng biểu diễn vị trí của điểm, điểm O. Tiếp theo, ý cuối cùng, ý C. Ý C yêu cầu chúng ta xác định vị trí điểm N sao cho diện tích của tam giác PNF bằng 1 phần 2 diện tích của tam giác PAF Tương tự như hai ý trên ta đều có PF là cạnh chung Vậy thì ở đây ta sẽ gọi N Cô sẽ gọi ở đây là NQ đi Là chiều cao Ứng với cạnh PF của tam giác PNF Vậy thì từ đây ta có thể suy ra công thức tính diện tích PNF sẽ bằng 1 phần 2 NQ nhân với PF và diện tích của tam giác PAF bằng 1 phần 2 AK nhân với PF. Từ hai công thức tính diện tích tam giác này ta có thể suy ra để diện tích của PNF bằng 1 phần 2 diện tích PAF thì ta phải suy ra NQ phải bằng 1 phần 2 AK suy ra NQ bằng 1 phần 2 AK vậy là điểm N sẽ cách đường thẳng PF cố định một khoảng là 1 phần 2 AK từ đây ta có thể suy ra N sẽ nằm trên đường thẳng song song với PF và cách PF một khoảng là 1/2 AK. Vậy từ đây ta sẽ xác định lấy một điểm là trung điểm của AK, từ điểm đó ta sẽ kẻ một đường thẳng song song với PF. Đây chính là vị trí của điểm Bài tập tiếp theo bài tập số 23, cho tam giác ABC, hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho diện tích tam giác AMB cộng với diện tích tam giác BMC bằng diện tích tam giác MAC. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ hình bài tập số 23. Bài tập số 23 cho chúng ta tam giác ABC bất kỳ. Vậy ta sẽ đi tiến hành vẽ tam giác ABC. Khi đó đề bài Yêu cầu chúng ta chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác ABC sao cho diện tích tam giác AMB cộng diện tích tam giác BMC bằng diện tích MAC. M, Vậy thì ở đây cô sẽ giả sử cô sẽ giả sử đây chính là vị trí của điểm M. thỏa mãn diện tích tam giác MAB bằng cô xin lỗi diện tích của tam giác MAB này cô các em sẽ nối M với A nối M với B cộng với diện tích tam giác BMC bằng diện tích tam giác MAC tức là sao cho Tổng diện tích hai tam giác này sẽ bằng diện tích tam giác MAC. Vậy ta sẽ đi xác định như sau. Ở đây này thì ta thấy tam diện tích tam giác ABC sẽ bằng tổng diện tích của ba tam giác AMB, BMC và AMC mà điểm M của chúng ta thỏa mãn diện tích tam giác tổng diện tích tam giác AMB cộng BMC bằng diện tích của tam giác MAC. Vậy từ đây ta có thể suy ra diện tích của tam giác MAC sẽ bằng 1 phần 2 diện tích của tam giác ABC. Mà tam giác MAC và ABC đang chung cạnh AC, do đó ta sẽ coi AC là cạnh đáy và xác định chiều cao tương ứng từ đỉnh M và đỉnh B xuống cạnh AC. Vậy thì từ M và B chúng ta sẽ kể đường thẳng vuông góc xuống AC. Giả sử cô gọi đây là MK và đây là là BH. Vậy thì tương tự như ở bài tập số 22, tam giác MAC và ABC đã có chung cạnh AC. Vậy thì chúng ta sẽ quy về so sánh hai chiều cao. Mà diện tích tam giác MAC bằng 1 phần 2 diện tích tam giác ABC. Từ đây ta có thể suy ra MK sẽ bằng 1 phần 2 BH. Khi đó điểm M sẽ luôn cách đường thẳng AC cố định một khoảng bằng BH trên 2. Vậy điểm M sẽ nằm trên đường thẳng song song với AC và cách AC một khoảng BH trên 2. Khi đó sẽ có hai đường thẳng thỏa mãn vị trí của điểm M, đó chính là hai đường thẳng cùng song song với AC, cách AC một khoảng BH trên 2 và nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh AC. Tuy nhiên, đề bài yêu cầu chúng ta điểm M nằm trong tam giác ABC. Do đó, điểm M sẽ phải nằm ở trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh AC và chứa điểm B. Vậy thì M sẽ nằm ở nửa mặt phẳng chứa điểm B song song với AC và cách AC một khoảng là BH trên 2. Đây chính là tập hợp các điểm M thỏa mãn yêu cầu của đề bài và cô giả sử đường thẳng đó sẽ cắt cạnh AB tại P và cắt cạnh BC tại tại Q. Vì MK bằng 1 phần 2 BH nên ta có thể suy ra khi, giao, định, khi đường thẳng đó cắt với BH tại Y thì y chính là trung điểm của BH do MK bằng 1 phần 2 BH vì y là trung điểm của BH nên ta có thể dễ dàng chứng minh ra được P và Q lần lượt là trung điểm của AB và BC suy ra PQ sẽ là đường trung bình của tam giác ABC vậy thì tập hợp thỏa mãn tập hợp điểm M thỏa mãn đề bài chính là đường trung bình của tam giác ABC Ta sẽ đi trình bày bài tập số 23 như sau. Ta có này, diện tích của tam giác ABC sẽ bằng tổng diện tích của ba tam giác ABM cộng diện tích của tam giác BCM cộng với diện tích của tam giác ACM. Mà theo đầu bài ấy, thì ta có diện tích của ABM cộng với diện tích của BCM bằng với diện tích của tam giác ACM. Vậy thì từ đây ta có thể suy ra diện tích của tam giác ACM sẽ bằng 1/2 diện tích của tam giác ABC do tổng hai diện tích tam giác này cũng bằng diện tích tam giác ACM. Tiếp theo gọi mk và bh lần lượt là chiều cao ứng với cạnh ac của tam giác amc và tam giác abc vậy thì từ đây ta có thể suy ra Diện tích của tam giác AMC sẽ bằng 1 phần 2 MK nhân với AC và diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 BH nhân với AC. Vậy thì để diện tích của tam giác AMC bằng 1 phần 2 diện tích của tam giác ABC thì chiều cao MK sẽ bằng 1 phần 2 BH suy ra MK sẽ phải bằng 1 phần 2 BH Vậy thì khi đó điểm M sẽ nằm trên đường thẳng song song với AC và cách AC một khoảng BH trên 2 và nằm trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh AC cùng phía với điểm B. Mặt khác vì MK bằng 1 phần 2 BH nên từ đây ta có thể suy ra M sẽ nằm trên đường trung bình PQ của tam giác ABC. Đây chính là kết quả của bài tập số 23. Bài tập tiếp theo, bài tập số 24, tính diện tích của một tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b. Ở đây cô đã tiến hành vẽ hình bài tập số 24. Giả sử ta có tam giác ABC cân tại A. Khi đó ta có cạnh đáy bằng a, tức là BC của chúng ta bằng bằng a và AB bằng AC và sẽ bằng bằng b. Để tính được diện tích của một tam giác chúng ta sẽ phải xác định được một cạnh và chiều cao tương ứng. Ở đây đề bài cho chúng ta tam giác ABC cân tại A. Ta đã biết rằng trong tam giác cân thì đường trung tuyến và đường cao sẽ trùng nhau. Vậy thì khi đó cô sẽ giả sử M là trung điểm của BC. AM là đường trung tuyến và đồng thời cũng sẽ là đường cao. Vậy thì khi đó diện tích của tam giác ABC sẽ được tính bằng 1 phần 2 AM nhân BC Đầu bài cho chúng ta BC bằng A Vậy thì để tính được diện tích tam giác ABC Chúng ta sẽ phải đi tiến hành tính độ dài của cạnh AM Vì M là trung điểm của BC Nên MC sẽ bằng A trên 2 Bằng BC trên 2 tức là bằng A trên 2 Vậy thì xét vào tam giác vuông AMC Biết cạnh huyền AC Biết cạnh góc vuông MC Dựa vào định lý Pythagore Ta có thể tính được đoạn AM Biết AM chúng ta sẽ tính được diện tích tam giác ABC Vậy ta sẽ đi trình bày bài tập số 24 như sau Gọi M là trung điểm của BC Vì tam giác ABC cân tại A Nên từ đây ta có thể suy ra AM cũng là đường cao của tam giác ABC. Và ta sẽ đi tiến hành tính cạnh AM. Ta có MC sẽ bằng với BC trên 2 và bằng BC đầu bài cho chúng ta là A. B, suy ra MC sẽ bằng A trên 2. Xét tam giác AMC vuông tại M có chúng ta sẽ có am bình cộng mc bình bằng ac bình đây chính là dựa vào định lý pythagore thay số vào ta được am bình cộng với mc chính là bằng a trên hai do đó mc bình sẽ là a trên hai tất cả bình bằng AC bình AC đầu bài cho chúng ta là bằng bằng B, vậy AC bình sẽ là bằng bằng B bình từ đây ta có thể suy ra AM bình sẽ bằng B bình trừ đi A trên 2 tất cả bình bằng B bình trừ A trên 2 tất cả bình chính là bằng A bình trên 4, vậy tiến hành quy đồng mẫu ta có thể suy ra chính là bằng 4B bình trừ a bình trên 4. Vậy từ đây ta có thể suy ra am sẽ bằng căn bậc 2 của 4b bình trừ a bình trên 4 bằng căn bậc 2 của 4b bình trừ a bình trên căn bậc 2 của 4 chính là bằng bằng 2. Vậy là ta đã tính được độ dài của am. Từ đây ta có thể Tính được diện tích của tam giác ABC chính là bằng 1 phần 2 AM nhân BC và bằng 1 phần 2 AM chúng ta vừa chỉ ra chính là bằng 4B bình trừ A bình trên 2 nhân với BC chính là bằng bằng A. Và ta thu được kết quả cuối cùng chính là bằng A nhân với căn bậc 2 của 4B bình trừ A. A bình trên dưới mẫu là 2 x 2 là là 4. Đây chính là kết quả của bài tập số 24. Bài tập cuối cùng, bài tập số 25, tính diện tích của một tam giác đều có cạnh bằng A. Ở đây cô giả sử tam giác đều của chúng ta là tam giác ABC có cạnh bằng A. Khi đó cô gọi M là trung điểm của BC thì AM vừa là đường trung tuyến và sẽ vừa là đường cao. Vậy thì từ đây ta có thể suy ra diện tích tam giác đều ABC sẽ bằng 1 phần 2 AM nhân BC. Ta đã biết độ dài cạnh BC, vậy thì ta sẽ phải đi tiến hành tính độ dài của AM tương tự như bài tập số 24. Vậy thì để tính được AM, chúng ta sẽ áp vào tam giác vuông AMC sử dụng định lý Pythagore. Ta sẽ đi trình bày bài tập số 25 như sau. Gọi M là trung điểm của BC vì tam giác ABC đều nên từ đây ta có thể suy ra AM cũng là đường cao của tam giác ABC. Vì AM là đường cao của tam giác ABC nên ta sẽ đi tiến hành tính AM như sau. Ta có độ dài của đoạn MC sẽ bằng BC trên 2 do M là trung điểm của BC. Đề bài cho chúng ta BC bằng A. Vậy thì MC sẽ bằng A trên 2. Xét tam giác vuông AMC. Xét tam giác AMC vuông tại M. Có. Chúng ta có AM bình cộng MC bình sẽ bằng AC bình Đây chính là dựa vào định lý Pythagore Thay số vào ta được AM bình cộng MC bằng A trên 2 Do đó MC bình sẽ bằng A trên 2 Tất cả bình bằng AC bình Đầu bài cho chúng ta tam giác đều cạnh A Do đó AC cũng bằng bằng A Vậy ở đây sẽ là bằng A bình Tương đương AM bình sẽ bằng A bình trừ A trên 2 tất cả bình bằng A bình trừ A trên 2 tất cả bình chính là bằng A bình trên 4 Và ta thu rút gọn thu được kết quả cuối cùng là 3A bình trên 4 AM bình bằng 3A bình trên 4 Từ đây ta có thể suy ra AM sẽ bằng căn bậc 2 của 3A bình trên 4 Tức là bằng A căn 3 trên 2 Vậy là ta đã tính được AM từ đây ta sẽ tính được diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 AM nhân BC và bằng 1 phần 2 AM ta vừa tính được là A căn 3 trên 2 nhân với BC là bằng A. vậy ta thu được kết quả cuối cùng là bằng A bình căn 3 trên 4. Đây chính là công thức tính diện tích tam giác đều có cạnh bằng A. Vậy là ta đã hoàn thành xong bài tập số 25 và kết thúc tiết luyện tập tại đây. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách